Như Như rồi. Chai thì mình cho vào nhỉ. Để mẹ ở đây đi. Bé quá. Chết kinh. Alo. Alo. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả của GameTV.vn. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với kèo đấu giữa Chim Sẻ Đi Nắng và Chip Boy thi đấu với lại game thủ Vâng, và bây giờ thì không biết là tình hình chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh trên kênh 1 đã ổn định chưa. Và các bạn có thể comment ở trên khung chat của GameTV.vn để đội ngũ kỹ thuật viên của GameTV chúng tôi khắc phục một cách nhanh nhất và sớm nhất. Ngày hôm nay thì thật sự là xin lỗi khán giả vì kèo đấu đã phải cao su đến 30 phút do kỹ thuật. Vâng, mà ngày hôm nay thì Newman đã tài trợ đội tuyển GameTV nguyên cây. Vâng, nguyên một cây máy tính gồm có hai cây, hai bàn phím, hai chuột, hai tai nghe. Nói chung là tất tần tật từ A đến Z để phục vụ đội tuyển GameTV ngày hôm nay ra sân thi đấu. Và thể loại đầu tiên mà đội tuyển GameTV thi đấu đó là thể loại 22AC. Và ngày hôm nay thì Chip Boy cũng như Chim Sẻ Canh là người được ra sân. Và đội tuyển phía Trung Quốc là Đại Trù và Ngạch Hán. Kèo đấu AC này là một kèo đấu mà tôi nghĩ rằng cũng chỉ là 50-50 dành cho đội tuyển Việt Nam thôi. Cũng không nhỉnh hơn hẳn so với đội Trung Quốc, mà cũng không phải là yếu hơn quá nhiều. Ngày hôm nay thì các anh sẽ thi đấu thể loại 22AC trước, xong đến 22 sen và cuối cùng sẽ là 22 random. Vâng, mà trận thi đấu đầu tiên này thì nhà game thủ Chip Boy được nằm ở trong khu vực góc 10 giờ. Còn Chim Sẻ ra, chúng ta cùng đến với màn hình máy ở game thủ Chim Sẻ. Đây rồi. Chim Sẻ đặt một chiếc nhà BS mà tôi có cảm giác đây là một chiếc BS như vậy. Hơi hớ đến từ Chim Sẻ. Anh đã cầu con voi lỗi rồi. Con voi còn đúng một máu. Chứ nếu không thì tôi nghĩ rằng chiếc BS này nó sẽ phải cạnh rừng thông cơ. Với phong cách của Chim Sẻ thì nói chung là rất khó để có thể có được một chiếc BS lơ lửng và đơn giản như này. Chiếc BS của Chim Sẻ luôn phải có rất nhiều tác dụng. 20 mấy dân, 26 dân. Và tôi nghĩ rằng trận đấu này là một trận thi đấu mà Chim Sẻ sẽ kích đời khá muộn. Phải tầm 8 phút 25 anh mới có thể kích được đời. Vâng, chiếc BS thứ 3 đã được thiết kế rồi. Một trận thi đấu mà game thủ Chim Sẻ Nắng anh đang kích đời khá muộn. Như vậy phải đến tận 8 phút 37 mới có thể kích được đời. Mặc dù đang có rất nhiều nông dân làm thực, nhưng lượng thực dồn lên không thể nhanh được để cho game thủ Chim Sẻ Nắng có thể thiết kế một bài ép đời sớm. Và đây là một bài mà tôi nghĩ rằng Chim Sẻ cũng khó mà có thể thủ.
Nếu như đối phương cứ công vào những dãy hàng BM và BE, BM BE của game thủ chim sẻ nắng sẽ được đóng ở trong khu vực gần với chiếc vé đầu tiên. Vâng, chim sẻ anh đang vừa quay sang đá hình của game thủ chip boy để xem chip boy trong trận đấu này anh có thể ép được đời sớm hay không. Và đây là màn hình máy chip boy. Như vậy nhà chip boy cũng khá rộng và cũng rất dễ bị công vào khu vực giữa hai cánh rừng thông. Một địa điểm mà một chút xíu nữa thôi thì game thủ chip boy anh sẽ đóng những dãy nhà B. Và như vậy là màu 6 là game thủ đánh 27 dân trong trận đấu này nhưng lên đời sớm nhất bản đồ. Kinh khủng khiếp. Alo, vâng, bây giờ thì có lẽ là các bạn đã có thể nhìn rõ được mặt chim sẻ cũng như là khuôn mặt thiên thần của Chip Boy rồi. Hai anh đang đeo những cái tai nghe mà thật sự là nhìn nó quá là pro, rất chuyên nghiệp. Ra có thể nhìn nhìn cái tay của chim sẻ kìa, vâng, nhìn chậm dã man luôn. Nhưng mà để không phải e thì thôi đừng chạy. Đấy, tay cũng không có gì đâu, chỉ có mỗi ngón cái ấn chữ H và ấn chữ C. Ngón à nhầm, tôi nhầm ngón 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 trỏ. Cái ngón mà ấy đấy. Đấy, cái ngón đấy đấy. Đấy đấy, là nó làm hai việc luôn. Là cái ngón đấy là nó làm hai việc là vừa H và vừa C. Làm việc rất chuyên nghiệp luôn. Và đây là AC đến từ chim sẻ, đây một bài mà có lẽ là nếu như mà công thẳng từ khu vực góc 3 giờ vào nhà chim sẻ thì chim sẻ sẽ khá khó đỡ. Đấy, cái dãy hàng E giữa BM đấy, BM và ba cái nhà B, hai cái nhà B đấy thì tôi nghĩ rằng nếu như đối phương mà đứng tầm ba con cung R bắn BE thôi, còn một đạo cung R đứng trên dốc để cản những kích cung R của chim sẻ ra bảo kê thì có lẽ là chim sẻ sẽ gặp vô vàn khó khăn. Nhưng đến với chip boy đấy á, bài này chip boy còn khó đỡ hơn nhiều. Bài chim sẻ là bài đẹp hơn nhà chip boy. Nhà chip boy có rất nhiều hướng để có thể đánh vào. Chip boy cũng đang có một phong cách đánh AC khá chuẩn khi mà anh đang có một số lượng nông dân và một số lượng nhà B rất hợp lý. Lúc nào cũng chỉ là 31 trên 36 thôi, không được phép hơn nhiều. Vâng, thời điểm này mà đánh AC mà tham có 36 mà tham nhà BE đã tầm về tầm tầm 50 là không ổn. Nhưng chip boy anh đang cân đối được tốt. Và bây giờ thì nhà màu 6 anh đang có những kích cung R đẩy thẳng lên vào nhà của chip boy. Và chúng ta có thể thấy là điểm yếu nhà game thủ chip boy đã bị lộ rồi. Chip boy đang điều cung rất tốt. Tỷ số đang là 2-1 dành cho chip boy ở cánh bên này. Vâng, và chúng ta hãy cùng quay trở lại với màn hình máy của game thủ Chip Boy thôi. Vâng, bây giờ thì tôi đang hơi mất tập trung ở khu vực hiện trường. Như thế mà nhiều khi nó hơi ngọng thì các khán giả thông cảm. Bây giờ thì màu 2 cũng đang tạt sang đây. Màu 2 cũng đang tạt sang đây. Vậy nhà chim sẻ có lẽ là không bị đánh nhưng mà nhiều khả năng là nhà Chip Boy sẽ ăn đòn no trong trận thi đấu. Trong tình huống này khi mà màu 6 vẫn đang đẩy quân lên liên tục. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ. Tham cũng chỉ có 47 thôi à? Ồ. Thế chưa nhìn thấy nhà ai? Chip boy đây. Có thủ được không? Tôi nghĩ là vẫn sẽ thủ được. Một mình màu 6 thì có lẽ là chưa thể đẩy được nhà game thủ chip boy. Nhưng tôi chỉ sợ là nếu như màu 2 cũng tạt thẳng vào ruộng và ăn dân ruộng thì chip boy sẽ không ra đều được quân và màu 6 sẽ có nhiều cơ hội hơn để đánh chip boy.
Và hạ gục Chip Boy sớm hơn. Chip Boy vẫn đang điều cũng là cực tốt. Rất hay. Bây giờ chúng ta hãy cùng chuyển qua màn hình máy ở game thủ chim sẻ nắng thôi. Màn hình máy ở chim sẻ. Đây rồi, chim sẻ đang có một tình huống xâm nhập vào khu vực ruộng nhà của game thủ màu 6. Quá hay. Nhưng bây giờ thì nhà màu 2 lại đang đẩy nhà chim sẻ. Không biết là chim sẻ anh có đỡ được nhà hay không. Nếu như màu 6 bị lủng ruộng như này thì có lẽ rằng Chip Boy có cửa để thủ. Nhưng mà nhà chim sẻ nhiều năng là nhà chủ lực duy nhất bên mình thì lại mất. Nhà màu 2 đang quá đông cùng gỡ. Màu 6 đã có một bài xấu, anh chủ động ép đời sớm và giết chết Chip Boy. Nhưng thời điểm này thì không biết là màu 6 đã chết hẳn chưa. Và Chip Boy cũng đã chết hẳn chưa nữa cơ. Chip Boy thì cũng chưa phải là chết hẳn. Nhưng anh lại đang phải mất gỗ để có thể hồi ruộng lại một địa điểm khác. Như vậy thì lực nhà anh có lẽ sẽ yếu hơn lực nhà của game thủ màu 6. Nhà màu 6 vẫn có thể đủ cơ giết chết được game thủ Chip Boy. Và nhà chim sẻ thì đang yếu đi bởi game thủ màu 2. Tham lai đang 54/64. Nhà màu 2 chúng ta có thấy rằng đúng địa điểm mà tôi đoán luôn. Một địa điểm mà nhà BM và hai nhà VE thì đây là một địa điểm đúng thật là quá lý tưởng để công vào nhà chim sẻ rồi. Bây giờ thì đối phương sẽ đứng cung kiểu gì để có thể hạ cục chim sẻ đây, không là đội bạn sẽ bị bắt. Không thì đội bạn sẽ bị bắt cung. Và anh ấy cái camera thì thôi cũng được. À, đau đầu lắm mà mất tập trung lắm. Vâng, tham lai của chim sẻ đang là 56/60. Không thể nở to ra được. Còn Chip Boy cũng chỉ là 45 thôi. Bị đốt hết nhà BA chưa. Bây giờ thì nhà màu 2 lại biết được cả khu vực làm ăn mới của game thủ Chip Boy nữa. Đội bạn thế như vậy đã biết phải e rồi. Biết phải e rồi. Căng đấy. Chạy dân điên hoang này mà gặp đúng đội tuyển biết phải e là hơi nhọc. Bây giờ thì xúc vào đâu đây? Nhà màu 6 vẫn... Tình huống này mà Chip Boy vào là vẫn còn đang nông dân làm ruộng. Sẽ có nhiều nông dân làm ruộng luôn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nhà màu 6 quá sâu trong trận thi đấu này. Một bài mà ép đời sớm để có thể lấy được lợi thế và sau đấy là... Nhiều khả năng là đội bạn sẽ giành chiến thắng trận thi đấu đầu tiên thì thôi. Và như vậy là Chip Boy đã phải resign rồi. Không có cửa. Khi mà trận đấu này đội bạn đánh hay quá, màu 6 đánh hay quá. Đấy, F27 dân mà lên đời sớm nhất bản đồ. Nhà xấu thì đâm nó lại giàu. Còn thường nguyên mãi quả nữa, màu 6 không ăn. Một bài mà game thủ màu 6 anh đánh theo cái kiểu gần như là dâng A. Anh đóng A khá cao trong trận đấu này. Vâng, mà như vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ hai thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ hai ngay sau đây.